Xin kính chào các bạn đã đến với Đảo Kinh Dị. Và tiếp theo tập 1 của câu chuyện Trốn Tìm Ngoài Bãi Tha Ma thì chúng ta biết rằng chú Vạn và cô Hân là một cặp vợ chồng đã rời xa quê lâu ngày. Cô chú có một thằng con tên là thằng Đại. Và sau vài năm lâu lâu không về quê thì cô chú mới đưa con mình trở về thăm quê trong một tháng. Ở cái vùng quê này thì là ở Sơn Tây, một làng quê miền Bắc của Việt Nam ta vào những cái năm tháng xưa cũ. Bọn trẻ con thì nó rất là hứng khởi với những cái trò trốn tìm đuổi bắt. Nhưng mà cái điều ngu người là hai đứa trẻ trong làng thì đã chơi trốn tìm ở trong bãi tha ma. Và kể từ đó thì rất nhiều những cái chuyện ma quái xảy ra khi hồn ma của một bà điên hiện về quyết tâm lấy mạng của bọn chúng. Vậy thì chuyện gì xảy ra tiếp theo và diễn biến câu chuyện này như thế nào? Xin kính mời các bạn cùng đến với đêm ma quái ngày hôm nay. Trốn tìm ngoài bãi tha ma, tập 2. Sau khi chạy được một đoạn khá xa, bọn trẻ mới dừng lại. Thằng cu Thạch vừa thở hổn hển vừa hỏi: "Cái ông lúc nãy là ai mà sao ghê quá mày, mặt ông ấy trông kinh thế." Thằng Dẹo mới nhanh mồm mà nói: "Ông ấy là bảo vệ bãi tha ma đấy, lâu lâu lại đi dạo vòng quanh. Mà ông này ghê lắm nha, đứa nào lơ tơ mơ ông ấy cho ăn tát ngay. Bọn tao sợ lão ấy nhất. Thôi muộn rồi, đi về, ngày mai tha hồ mà chơi." Cả đám mới kéo nhau trở về. Khi tới chỗ cây đa thì một cơn gió nổi lên, cả đám chẳng ai bảo ai, đứa nào cũng lép vào. Cơn gió này lạnh thấu cả xương, rồi từ trong tiếng gió có tiếng kêu lên nghe loáng thoáng, cũng có khi lại nghe như là đang ngay bên tai vậy. "Đứa nào phá nhà tao, đứa nào phá nhà tao." Lúc này thì cả đám trẻ còn đâu tâm trí nữa, chẳng biết đứa nào chạy trước, rồi cả đám xách quần lên mà chạy, dồn hết sức bú mẹ mà chạy. Khi chạy được một đoạn, bên tai thằng Thạch vẫn còn văng vẳng giọng nói lúc nãy. Đám trẻ vừa chạy vừa hét. Khi đi ngang qua nhà có chó giữ lúc nãy, bọn trẻ lại bị nó đuổi thêm một đoạn. Sau khi về đến trước nhà nội, thằng Thạch thì cả đám mới dừng lại thở hổn hển. Vừa hay chú Vạn từ trong nhà đi ra, khuôn mặt hơi đỏ vì uống rượu. Chú thấy thằng Thạch tay nắm dép, mặt mũi toàn mồ hôi bùn đất, chú mê quát: "Mấy cái thằng giặc này, thằng Thạch nó mới về mà chúng mày lại dẫn nó đi phá làng rồi đấy à? Ngày xưa tao cũng phá cái làng này lên đó." Lúc này cô Hân và bà Luyến cũng đi ra, nghe thấy giọng con trai này nhè vì đã có chút men, bà mới quát lên: "Cái thằng to đầu làm bố rồi còn nói làm nhảm cái gì đấy, say rồi thì vào nhà ngủ đi, lại còn kể chiến tích ngày xưa cho bọn trẻ con nó cười đấy à, phá nhất làng không ai bằng." Bọn trẻ nghe bà Luyến quát chú Vạn cũng cười ầm lên. Cô Hân đi đến bên con trai, phủi đất trên người thằng cu rồi mới hỏi: "Mấy cái thằng giặc, chúng mày dẫn nhau đi đâu mà người ngợm bẩn như đi cầy thế này?" Thằng Dẹo nhanh miệng mới đáp: Bọn cháu chơi trốn tìm ngoài bãi." Thằng Đại đã nhanh tay bịt miệng nó không cho nói, rồi cười cười hành hạch mà đáp: "À, bọn cháu chơi trốn tìm chỗ gần bãi ngô nhà bà Loan đấy ạ, không có chạy linh tinh đâu cô. Thôi, tối rồi bọn cháu về đây. Cháu chào bà Luyến, chào cô chú Vạn." Thằng Đại đi về, đám trẻ cũng chia nhau ai về nhà đó. Chú Vạn dắt díu nhau đi vào. Cô Hân dẫn thằng Thạch ra ngoài giếng múc nước cho nó rửa lại người và thay quần áo. Sau khi vào nhà thì chú Vạn đã vào trong buồng ngủ. Phía ngoài nhà còn hai cái giường, ông bà Luyến nằm một cái, còn một cái cô Hân nói với con: "Con nằm cái giường này nha, bên cạnh cửa sổ mát lắm, cũng không cần phải quạt đâu." Thằng cu nhìn ra ngoài cửa sổ, nó hơi sợ nên bảo mẹ: Mẹ đóng cửa lại cho con với, chứ tối con sợ lắm ạ." Cô Hân nhoài người lên kéo cửa sổ cài then lại cho chắc, sau đó cúi xuống hôn trán con một cái. "Rồi, được chưa ông tướng, hôm nay đi đường mệt rồi, ngủ sớm đi, mai mà chạy nhảy như giặc." Nói rồi cô bỏ màn, sau đó tắt điện đi vào trong buồng. Tiếng ngáy của chú Vạn đã vang lên đều đều. Thằng Thạch nằm một lúc, cơn buồn ngủ cộng với việc lúc nãy chạy nhảy nhiều nên nó cũng nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ sâu. Chẳng biết thời gian trôi qua bao lâu, bên tai thằng Thạch như có ai đó gọi nó: "Thạch ơi, Thạch, sao mày phá nhà tao? Thằng danh kia, sao mày phá nhà tao hả?" Tiếng gọi đó như thủ thỉ bên tai, lúc thì lại như ở rất là xa vậy. Thằng Thạch vẫn chìm trong giấc ngủ say, nhưng mà khuôn mặt nó nhăn nhèo khó chịu lạ thường. Rồi chợt nó mới mở mắt ra, cánh cửa sổ khi nãy mẹ nó cài then chắc chắn bây giờ đã bị mở bung. Phía bên ngoài tối đen như mực,
nhưng vẫn đủ để cho nó thấy có một người đang đứng ngay cạnh cửa sổ nhìn về phía nó. Là một người đàn bà mặc quần áo trắng, tóc phủ ra phía trước, hai tay khô đét đang nắm lấy cửa sổ, miệng thì không ngừng thì thào: Tạch ơi, sao mày phá nhà tao? Sao lại phá nhà tao? Đền nhà cho tao. Thằng Thạch lúc này hồn vía đã lên mây, nó ú ớ mãi không nói lên lời. Nó muốn ngồi bật dậy chạy đi, nhưng mà chân tay như bị đông cứng lại, chẳng còn nghe theo sự điều khiển. Rồi một cánh tay của người đàn bà kia thò vào bên trong, một cái mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào trong mũi thằng bé. Nó ú ớ mãi, cuối cùng cũng hét lên một tiếng thất thanh: Bố mẹ ơi, cứu con! Con mẹ, cứu con với con mẹ, bố mẹ ơi! Thạch, Thạch, dậy con, dậy đi con! Sao mà hét dữ vậy? Thằng cu Thạch mở choàng mắt ra, cả người mồ hôi ướt đẫm. Nhìn thấy mẹ với ông bà đang đứng cạnh giường, nó chợt òa lên khóc, rồi nhảy khỏi giường ôm lấy mẹ mình. Cô Hân vỗ vỗ lưng nó: Sao vậy con? Sao mà nửa đêm nửa hôm mơ cái gì mà hét ầm ĩ lên thế con? Chương 4: Ma giấu. Thằng Thạch vẫn còn khóc, không ai có thể dỗ cho thằng bé nín. Cả nhà cứ xúm lại gọi tên con tên cháu. Mãi đến khi cánh cửa sổ đột ngột đóng lại cái rầm, thằng bé mới giật mình nín khóc, nhảy tót lên người mẹ nó, túm chặt lấy cổ cô Hân. Chu Vạn thấy thế thì quát: Cái thằng kia, mày biết mấy giờ rồi không mà la hét ầm ĩ không cho ai ngủ là sao? Lớn rồi còn không chịu nằm riêng, cứ nằm chung với bố mẹ mãi à? Cụ con vẫn còn đang nấc lên từng tiếng, bà Luyến thấy thế mới nạt con trai: Cái thằng, mày biết mấy giờ mà còn to tiếng với cháu tao vậy hả? Thôi đi ngủ, không cho nó ngủ với chúng mày thì đưa nó qua ngủ với ông bà. Bà Luyến nói xong, đưa tay tính bế lấy cháu từ tay cô Hân, thì thằng Thạch lúc này tự động tụt xuống khỏi người mẹ. Có phải con không muốn ngủ một mình đâu? Lúc nãy con đang ngủ, chợt nghe có tiếng ai gọi con ấy, rồi con mở mắt ra thì thấy có cái bà nào đứng ngoài cửa sổ, thò tay vào kéo con đi. Con sợ quá nên hét lên đấy chứ. Mẹ ơi, con sợ. Ông bà Quyết thì điếng hồn khi nghe thằng cháu nói như vậy, nhưng chú Vạn mặt hầm hầm hừ hừ, cầm lấy chiếc đèn pin trên bàn, chụp cả con dao mác treo bên cạnh cánh cửa, miệng mới lẩm bẩm chửi: Mẹ tiên sư, nhà cái con ranh con lộn là nửa đêm nửa sáng mò vào nhà vườn nhà người ta, tính ăn trộm cái gì đây mà bố mẹ để con ra xem đứa mất dậy nào, con chém chết nó luôn. Bà Luyến đưa tay định gàn con, nhưng chú mới gạt ra, đưa tay mở then chốt cửa. Chú Vạn bật đèn pin đi ra phía sau vườn. Vườn nhà ông Quyết thì phía sau còn một khoảng rộng mênh mông, ở ngoài đó ông bà trồng rất nhiều cây ăn trái, mọi khi cũng hay có trẻ con nhảy vào ăn trộm trái cây. Chú Vạn đi phăm phăm ra vườn, những gốc vải tùm giống như những người khổng lồ cứ hiện ra ngay trước ánh đèn pin. Vừa đi chú Vạn vừa lẩm bẩm: Ông mà thấy đứa nào, ông chặt giò cha chúng mày ra, quần mất dậy. Đi khuất nhà được một đoạn, chợt một bóng người chạy vụt qua trước mặt chú, rồi thoáng gái khuất sau mấy cái gốc cam giả. Chú Vạn thấy thế mới hét: Đứng lại, danh con nhà ai, mẹ chúng mày dám vào vườn nhà ông ăn trộm mà. Nói rồi chú cũng cầm đèn pin chạy theo. Cái bóng kia như đang trêu người chú vậy, có nhiều lúc gần như mất dấu thì nó lại chạy chậm lại. Đến khi chú Vạn đã đuổi gần kịp thì nó mới chạy nhanh. Cầm đèn đuổi theo một đoạn, chú Vạn thấy cái bóng kia giống như một người đàn bà, vừa chạy chú mới vừa hô: Đứng lại, tiền sư đứa nào kia, đứng lại không thì bảo. Lúc này giữa cái màn đêm đen đặc, chú đã chạy gần đến cuối vườn rồi, chỗ này gần giáp với khu rừng ở phía sau. Rồi chợt cái bóng kia nó cũng dừng lại cách chú một đoạn. Chú Vạn cũng dừng lại không dám tiến thêm, đèn pin dọi thẳng về phía trước. Đó là một người đàn bà, quần áo rách tả tơi, tóc xõa xuống che kín cả khuôn mặt. Chẳng biết là người nào, chú giơ đèn và giơ con dao về phía trước mà quát: Ai, con mụ nào, giờ này vào vườn tính ăn trộm cái gì hả? Ngửa mặt lên coi. Không thấy người đối diện đáp lại, chỉ nghe mấy cái tiếng cười thè thé lạnh lẽo vô cùng. Người chú Vạn chợt cảm giác rợn hết cả tóc gáy, tay chân da gà nổi lên từng cục khi mà nghe thấy cái giọng cười đó. Đang miên man suy nghĩ, chợt cái người đó ngẩng đầu lên thật, khuôn mặt hiện ra ngay trước ánh đèn pin. Chú Vạn vừa thấy khuôn mặt ấy thì hét lên thất thanh, rồi quay người chạy thật nhanh hơn cả lúc nãy. Ui, bố ơi cứu con, bố cứu con với bố ơi. Ném cả dao, chú Vạn vừa chạy vừa kêu cứu.
Ông Quyết ở trong nhà nghe thấy con trai hét thì cũng cầm đèn chạy ra, vừa hay gặp con mình chạy vào. Hai cha con tông vào nhau ngã chồng vó lên trời. Lúc này chú Vạn mặt mày tái mét, tay chân run lẩy bẩy, ngồi dậy mà mãi không có đứng là dậy được. Cả nhà lại xúm vào hỏi thăm là chú Vạn vừa gặp cái chuyện gì. Lúc nãy đi ra thì hùng hùng hổ hổ, bây giờ chạy vào thì còn nhanh hơn cả cái lúc ra. Thằng Thạch kéo tay bố nó dậy, mãi một lúc chú Vạn mới đứng dậy được, chân tay vẫn run lẩy bẩy. Lúc này cô Hân mới hỏi khẽ: "Sao vậy anh? Có cái chuyện gì mà chạy như ba đuổi vậy anh?" Nghe tới ma đuổi, chú Thạch nuốt một miếng nước bọt cho miệng đỡ khô khốc, vịn vào cái thành ghế ngồi xuống mà nói: Anh thấy ma thật." Ông Quyết nhìn bà Luyến, hai vợ chồng cứ nhìn nhau, từ trong mắt đối phương nhìn thấy được sự lo âu kèm theo nỗi sợ hãi thực sự. Chú Vạn uống ngụm nước chè bắt đầu kể: Nãy con ra vườn thấy có bóng người chạy ngang qua mặt đó. Con cầm đèn chạy xuống tận cuối vườn giáp với rừng. Lúc này mới nhận ra đó là một người đàn bà xõa tóc. Con quát là bà ta ngẩng đầu lên. Trời ơi, sợ nhất là khi cái đầu đó nhìn về phía con kìa. Chỉ có cái đầu lâu thôi. Con còn thấy mấy cái mảng da thối giữa treo lủng lẳng trên đấy. Đời con chẳng sợ trời chẳng sợ đất, nhưng đây là lần đầu tiên con nhìn thấy cảnh kinh khủng thế đó. Ấy vậy mà cái đầu nó còn xoay 180 độ lần nữa. Lúc đó còn sợ quá, quay người chạy luôn. Giờ nghĩ lại vẫn còn hãi ạ. Vừa nói chú Vạn tay chân vẫn run lên bần bật vì sợ. Cô Hân với thằng cu Thạch cũng túm tụm lại ôm chồng an ủi. Ông Quyết nhìn vợ, hai vợ chồng thở dài tươn thượt. Một lúc sau cả nhà ngồi quay lại trên chiếc giường đặt cạnh cửa sổ. Lúc này thằng cu Thạch đã ngủ gà ngủ gật bên trong lòng cô Hân rồi. Thấy vậy ông Quyết mới dặn con dâu: "Thôi, con cho thằng cu nó vào trong buồng ngủ đã. Để nằm như vậy tội cháu đó. Mà thôi vợ chồng hai đứa thì cũng đi ngủ luôn đi, muộn rồi. Có chuyện gì sáng sớm bố mẹ kể cho mà nghe." Sáng sớm thì khi gà vừa cất tiếng gáy, bà Luyến đã lục đục dậy nấu đồ ăn sáng cho cả gia đình. Cô Hân cũng quen với nề nếp sinh hoạt của mẹ chồng nên cũng dậy sau bà Luyến một chút. Thế còn dâu xuống bếp, bà Luyến nhìn ra ngoài trời đang còn tối thì nói: "Thôi dậy làm cái gì con, cả mấy năm trời tụi con mới về với bố mẹ, cứ nằm ngủ cho thoải mái đi. Mẹ không có phong kiến cổ hủ đâu, nấu có tí đồ ăn sáng, cần gì phải cả hai mẹ con." Ở phía trên nhà, ông Quyết cũng đã dậy, pha ấm nước chè đặc, ngồi bên cạnh cái chong chè đặt ngay trước cửa, vừa uống nước chè vừa kéo điếu cày nghe rin rít. Chú Vạn cũng đã ngồi dậy cùng bố, cu Thạch thì để cho nó ngủ thêm, khi nào dậy thì cho nó ăn sau. Bà Liếm và con dâu bê lên một mâm cơm canh rau, ít cá muối với cả một đĩa thịt kho. Bốn người ngồi quây quần bên mâm cơm. Ăn được một lúc ông Quyết mới chợt nói: "Vạn này, con nhớ cái mụ hoa điên ở cuối làng gần chỗ con suối qua nhà bác cả mày không đây?" Chú Vạn mới buông đũa: "Có chứ bố, làm sao con quên được. Cái con mụ cứ thấy bọn con là vác chổi đuổi từ cuối làng đến đầu làng đấy thì con lạ cái gì nữa." Ông Quyết mới gật đầu: "Nó đấy. Chết cách đây được mấy năm rồi, chắc con không có biết đâu nhỉ." Chú Vạn nghe tới đó chợt kêu lên: "Úi, thật đấy hả bố? Bà ấy chết lúc nào sao con không hay tin gì, mà bố mẹ cũng chẳng nói với tụi con một tiếng." Bà Luyến ngồi đối diện mới thở dài: "Thì chúng mày cả mấy năm mới về một lần, lúc đó thì làm gì có điện thoại nên bố mẹ cũng chẳng báo tin. Có đợt bọn con về thì ở được có mấy ngày, bố mẹ quên cũng chẳng nói cho tụi bây nghe. Mà bà ấy cũng chẳng thân tích họ hàng gì với nhà mình nên bố mẹ cũng không muốn nói." Chú Vạn mới lại hỏi: "Thế có chuyện gì đấy hả bố?" "À, con nhớ rồi. Tối qua con gặp cái người kia mặt giống mụ hoa điên lắm ạ. Giờ con mới chợt nhớ ra." Nghe chú nói vậy không khí chợt trầm hẳn. Ông Quyết tu một chén rượu: "Đấy, mới có chuyện đấy. Lúc còn sống bọn bây cứ trêu bà ấy, cả cái làng này mấy đứa cùng tuổi mày đứa nào chẳng vậy. Cho tới khi nó chết thì người ta có phát hiện ra đâu. Đến khi trương phình ra, thối mấy nhà xung quanh mới qua tìm. Sau đó thì làng tổ chức lo ma chay cho nó cũng hết lòng, hết dạ. Có điều là mộ nó chôn ở dưới ở cuối cái bãi tha ma, rồi chẳng có ai hương khói. Đợt đó nó chết được năm thì làng bắt đầu có chuyện. Cứ tối mà ai đi qua nhà nó, cái đoạn con suối là y như rằng bị nó vật cho ngã lăn quay dưới suối.
Có người thì nhìn thấy nó đứng cách đó một đoạn cười như điên như dại. Còn căn nhà của nó, có hôm người ta thấy nó đang quét sân, cả làng mới đồn ầm lên, ai cũng sợ. Có người nói lúc nó còn sống bị điên, không ai quan tâm chăm sóc, lại còn bị người làng xa lánh, cho nên chết đi mới về để trêu chọc lại mọi người. Trong lòng thì còn oán niệm chưa tiêu tán. Đợt đấy làng mời một cái ông thầy về làm lễ giải hạn. Ông ấy bảo là dân làng lập cho mụ ấy cái bia đàng hoàng, rồi lúc rảnh thì cúng kiếng một tí là được. Mới đầu thì còn có người thăm mộ tiện ghé qua cúng kiếng. Sau đấy mấy năm trôi qua chẳng thấy có chuyện gì, nên người làng cũng quên bẵng đi. Ấy thế mà đợt này có một vài người trong làng lại bị nó trêu, cho nên là họ đang đồn là con Hoa nó về phá làng phá xóm. Vì thế bố mẹ cũng chả muốn các con về nhà lúc này. Nghe ông Quyết kể, chú Vạn thở dài thườn thượt. Chú mới nói: Thôi mọi chuyện ra thế này rồi, để tí sáng con ra chợ mỗi chai cây ra thăm mộ cho bà ấy. Lúc này trời đã sáng hẳn, mặt trời lên cao vút. Ngoài đường mấy đứa con nít bắt đầu ý ới gọi nhau đi thả trâu thả bò. Thằng Đại Du lấp ló ngoài cửa, mặt láo liền tìm xem cái thằng Thạch ở đâu. Chưa kịp nhìn thì đã bị chú Quyết nhìn thấy gọi vào: Thằng Đại đấy à? Mày vào trong buồng gọi thằng Thạch nhà chú dậy, cho nó đi chơi với. Chỉ nghe thấy vậy, thằng cu đã nhanh chân chạy vào trong buồng, lôi cổ thằng Thạch dậy. Ê, 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 dậy, dậy mày, nhanh đi chăn trâu, bọn kia nó ra đồng hết rồi, nhanh không là không có chỗ mà chơi đâu. Nghe đi chơi, cu Thạch tỉnh hẳn ngủ, ngồi bật dậy đánh răng, cầm lấy bát cơm mà luyến để sẵn, ăn lấy ăn để, rồi chạy đi luôn, chẳng kịp nghe lời cô Hân dặn ở phía sau. Thằng Thạch mới cưỡi con trâu của thằng Đại ra đồng. Lần đầu cưỡi trâu nên cu con thích lắm, mấy đứa bên cạnh còn trêu: Ngồi trâu sớm mà ngồi ê tô không mày, hôm nào cho bọn tao ngồi thử một hôm nhá. Cu Thạch mới vỗ ngực cam đoan: Yên tâm, tao còn ở đây lâu dài, chúng mày thích thì để tao nói bố tao chở đi vài vòng. Cả đám dẫn nhau ra đồng theo con đường ra bãi thả mà. Sau khi thả trâu cho ăn thì chúng mới chia nhau ra làm mấy cái nhà rơm cho mát. Lúc này thằng Thạch thấy bên má thằng Đại có vết bầm, còn in cả mấy cái dấu bàn tay đen ngòm. Nó mới hỏi: Ê ê, Đại Du, sao mặt mày bị ai tát đó? Thằng Đại ngơ ngác đưa tay vuốt vuốt má hỏi lại: Làm gì có đâu, tối qua tao vẫn đi chơi với mày mà. Thằng Thạch kéo nghiêng mặt nó qua một bên rồi gọi thằng Tứ: Ê Tứ lại, xem mặt nó có phải bị tát không này. Mấy đứa khác mới xúm lại nhìn dấu bàn tay mờ mờ trên má thằng Đại, đứa nào cũng nói: Mày đi chơi về bị mẹ tát đúng không, khai mau. Thằng Đại mới vùng vằng: Đờ mờ, bố đã bảo là không bị ai tát cả mà. Thằng Dẹo chợt nói: Vết này tao nghĩ mày bị ma tát rồi, tối qua có nằm mơ bị ai đánh không? Nghe thấy thế thằng Đại trợn mắt lên, miệng nó kêu: Đúng rồi, thôi bỏ mẹ tao, tối qua đi ngủ được lúc thì tao mơ. Mà chúng mày biết tao mơ ai không? Tao mơ đấy còn mụ Hoa điên, mụ cầm chổi tre đuổi đánh tao, rồi còn chửi tao ầm lên, bảo sao mà tao phá nhà mụ ấy. Mà tao có bao giờ dám mén mảng tới nhà mụ đâu. Thế là mụ mới tát tao một cái, đúng bên cái má này luôn này. Không lẽ nào? Cả đám nghe nó nói vậy thì đứa nào cũng khiếp vía. Cả ngày chăn trâu cũng trở nên trầm mặc hơn hẳn. Bọn nó mới rủ nhau đi mò cua bắt ốc, đem cả gạo ra đồng nấu bằng cái nồi sứt, nên buổi trưa chẳng đứa nào về nhà. Thằng Thạch cũng theo bọn nó lăn lê ngoài đồng phải đến tận 5 giờ chiều. Lúc này cả đám thì nhau đuổi trâu về. Cả đám vừa đi vừa hát hò chạy nhảy, chúng không biết rằng tai họa sắp ập đến trên đầu của chúng. Khi màn đêm buông xuống trong làng, nhà nhà lên đèn, tiếng trẻ con chạy râm ran ngoài đường, tiếng chó sủa khắp cả làng. Không khí ấy mang đến một sự bình yên vô cùng. Đám trẻ lại tập trung trước nhà ông Quyết rủ thằng Thạch đi chơi. Hôm nay nhà ông nội Thạch có mấy người họ hàng đến ăn uống. Thằng cu ăn nhanh rồi chạy biến đi mất sau những tiếng gọi ý ới của đám bạn. Trước khi đi, cô Hân không quên nhét vào túi quần con trai một tép tỏi bị cắn cho hở miệng ra. Đám trẻ tập trung bên ngoài vệ đường, một đứa mới nói: Hôm nay không chọc chó, không ra bãi tha ma nhá. Tao nghe mẹ tao bảo đứa nào mà ra bãi tha ma là coi như bị cấm ra ngoài chơi cả tháng luôn đó. Mấy đứa kia cũng gật đầu phụ họa. Thằng Đại là cái thằng thích bày trò nghịch dại, cho nên mới nói:
À, hôm nay có đứa nào đi với tao xuống chỗ nhà mụ Hoa Điên không? Nghe mấy cụ trong làng nói dạo này hay nhìn thấy con mụ ấy lờn vờn chỗ suối cạn ấy. Nghe nó nói vậy, thằng Tứ mới chồm lên. Mày điên à? Tao sợ lắm, không nhớ được trước có mấy bác lớn tuổi bị mụ ấy đẩy ngã ở dưới suối đấy à? Đừng có gây chuyện nữa. Thấy đám bạn phản ứng gay gắt, thằng Đại cũng tiêu nghỉu. Nó quê quá hóa giận với vùng vằng. Thế thôi, đờ mờ, tao bày trò cho bọn mày chơi thôi, chúng mày đéo muốn thì thôi, hôm nay không chơi gì cả, bố mày về đi ngủ đây. Thấy nó về nên đám kia cũng chán, chẳng cứ đứa nào còn tâm trạng đi chơi. Cả đám nói chuyện một lúc rồi đứa nào về nhà đứa đó. Cụ Thạch tẽn tò đi vào trong. Cô Hân thấy con vào thì xoa đầu. Sao đấy con, sao hôm nay về sớm thế, mấy bạn kia đâu rồi? Thạch mới sụ mặt mà nói. Ừ, mấy đứa đó cãi nhau chuyện còn con mà mẹ. Mà không sao đâu, hôm nay con ngủ sớm, con ngủ với bố mẹ. Chương 5, ma xấu. Nói rồi cô Thạch chạy vào trong buồng, nằm xuống rồi ngủ lúc nào chả hay. Chẳng biết là nó ngủ đã bao lâu, chỉ thấy có một người phụ nữ đầu bù tóc rối đang đứng phía trước giường nhìn thật lâu. Bỗng chốc từng đám tóc rơi xuống đất thành từng mảng một, lộ ra một cái đầu sọ trắng hếu, dòi bọ vẫn còn bò lồm ngồm ngang dọc. Người đàn bà ấy đưa bàn tay xương sẩu trắng hếu nắm lấy tay thằng Thạch, kéo nó ra khỏi giường. Thằng Thạch cứ thế đi theo người đàn bà kia ra ngoài cổng. Màn đêm đen kịt bủa kín cả ngôi làng. Lúc này chẳng có một tiếng động nào ngoài tiếng bước chân loẹt xoẹt của thằng bé và cả người phụ nữ. Cứ thế thì hai người đi ra đến ngoài bãi tha ma. Thằng Thạch người đờ đẫn như một con rối, cứ đi theo phía sau người đàn bà kia. Sau cùng đến bên cạnh một cái huyệt vừa mới đào, người đàn bà chợt dừng lại, quay qua nói với Thạch bằng một giọng âm u lạnh lẽo. Nhảy xuống đi, nhảy xuống đó, nhà mới của mày đấy. Thằng Thạch chợt nhảy xuống phía dưới cái huyệt rồi mới hét lên. Không, cứu con với bố mẹ ơi. Thạch, Thạch, tỉnh lại con, sao mới nằm xuống có tí mà đã mơ mộng cái gì rồi? Tiếng cô Hân và bà Luyến với một người bác gái bên đằng chú Vạn cũng chạy vào. Cô Thạch nhìn đồng hồ, giờ mới 10 giờ tối. Mấy bác họ hàng cũng vừa mới nhậu với chú Vạn và ông Quyết, đang chuẩn bị ra về thì nghe thấy thằng cu hét nên chạy vào trong. Thằng Thạch nhào vào lòng mẹ khóc hù hù. Con sợ con mẹ ơi, con sợ lắm, có bạn nào đây muốn bắt con. Mấy người đàn ông có chút men, choáng choáng rồi nên cứ kìa cười trêu thằng bé. Một lúc sau thì họ cũng ra về, chỉ còn lại 5 người mà thôi. Ông Quyết lúc này cũng đi vào nói với chú Vạn. Chắc nó lại mơ ác mộng. Tối hai vợ chồng đưa con dao phay dưới bếp lên, đặt ở đầu giường ấy, để bố ra chặt cây dâu nữa. Nói rồi ông cầm đèn pin đi ra ngoài vườn. Chú Vạn cũng lo lắng nên đi theo phía sau bố mình. Quay đi quay lại thì cũng gần 12 giờ, bà Luyến mới nói. Thôi khuya rồi, cả nhà đi ngủ đi, cho thằng bé nó ngủ sớm nữa, còn đi thức khuya không có tốt đâu. Ông Quyết đi đến định đóng cửa thì bên ngoài cổng có tiếng gọi ý ới. Bác Quyết ơi, bác Quyết, bác ngủ chưa đấy? Ông Quyết không đáp lời, cầm lấy con dao phay, cùng chú Vạn cầm đèn pin đi chậm chậm ra phía cổng. Ánh đèn rọi xuyên qua mấy thanh gỗ của cánh cổng. Nhìn thấy người quen là chú Đạo nên ông mới cất tiếng hỏi. Thằng Đạo đấy à, có chuyện gì mà nửa đêm nửa hôm con gọi bác hả? Vừa nói ông vừa mở cái ổ khóa rỉ sét, cánh cổng bị đẩy ra. Chú Đạo sộc vào nói nhanh. Bác ơi, Vạn ơi, thằng Thạch nó có ở nhà không ạ? Bác với anh Vạn hỏi xem cu Thạch buổi tối có chơi với thằng Đại nhà cháu không? Chẳng biết nó đi đâu mà giờ này còn chưa vác cái mặt về nhà. Hai vợ chồng cháu đi kiếm khắp mọi nơi rồi mà chưa có tìm được nó ạ. Phía ngoài cổng chú Đạo còn chưa kịp nói xong thì lại có tiếng gọi. Anh Đạo ơi, có thấy nó không? Tiếng nói vừa dứt là một người thanh niên khá trẻ đi đến. Thấy chú Vạn và ông Quyết thì chào. Chào anh Vạn, chào bác Quyết ạ. Người thanh niên này là em trai của chú Đạo. Thấy con không về nên gia đình chú kêu gọi họ hàng chia nhau mà tìm. Phía ngoài đường cũng có tiếng gọi tên thằng Đại ý ấy. Ông Quyết thấy vậy nói với chú Vạn. Con vào trong nhà gọi thằng bé nó ra đây, mọi người hỏi tí xem nào. Chú Vạn đi vào nhà bế cô Thạch ra. Bà Luyến và cô Hân cũng đi theo. Bấy giờ ngoài cổng tập trung khá là đông,
cả mấy đứa thằng Dẹo thằng Tứ cũng chạy theo bố mẹ nó qua bên này. Lúc nãy chú Đạo đã đi một vòng nhà chúng nó cũng không có, cho nên bọn nó theo người lớn qua đây. Chú Vạn mới hỏi Thạch: cái lúc tối ấy, bọn con chơi ở những chỗ nào? Sao thằng Đại bây giờ nó còn chưa về nhà? Thằng Thạch nó nói: cái tối bọn con chơi ngoài cổng đấy thôi ạ. Rồi sau đó ai về nhà nấy mà, bọn con có đi chơi chỗ nào khác đâu. Mẹ thằng Đại là tím giò, khóc bù lu bù loa, miệng không ngừng gọi tên con. Chú Đạo nghe vậy càng nóng máu: cầm cái mồm xem nào, đang dối hết cả lên, mồm cứ oang oang ai mà chịu được. Chú quát vợ xong thì lại nói khẽ: mấy đứa cố nhớ lại xem thằng Đạo nó có chạy về chưa. Thằng Dẹo lúc này chợt đi ra, mặt láo liền, miệng ấp úng mãi mới nói ra: Cái lúc tối nó rủ bọn cháu đi xuống nhà mụ Hoa Điên, mà bọn cháu không đứa nào chịu đi, cho nên giải tán ai về nhà đó. Hay là nó... Thằng Dẹo còn chưa kịp nói xong thì chẳng biết ai kêu lên: thôi chết rồi. Thế là cả một đoàn người lớn chạy ra con đường về cuối làng. Ông Quyết thấy vậy cũng cầm đèn, cầm dao chạy theo. Chú Vạn cũng vậy. Cô Tài ham chuyện quá cũng chạy ngay sau đít bố. Chú Vạn quát: thằng Danh con này về nhà ngay, con chạy theo làm cái gì? Tiếng cô Hân cũng gọi ý ấy phía sau. Thế là cuối cùng cả nhà cũng chạy đi. Người trong làng cũng ra khá là đông, tay gậy tay dao, tay đèn làm zoom beng, tiếng chó sủa thì không ngừng nghỉ. Đám đông kéo đến cuối làng, nơi đó có một ngôi nhà bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Cỏ leo, bèo lấp và phải mất khá nhiều thời gian thì mấy người đi trước mới phát quang được đám gai xấu hổ giăng kín mọi lối vào trong nhà. Hôm nay là một cái đêm không trăng, bầu trời tối đen như mực, tạo nên một khung cảnh ma mị kỳ bí. Mấy người bạo gan đi trước, vừa đi vừa chặt cây dại ra một con đường. Khu nhà của cái bà Hoa Điên khá rộng rãi, cây cối và cây ăn trái lâu năm không ai dám vào hái, rơi rụng khắp nơi. Gai góc mọc quá đầu người, dậm chân lên nền đất thì lún tới mắt cá chân vì mùn cây mục khá là nhiều. Mọi người đi vào được khoảng sâu nham nhở bên trong, chú Đạo mới cất tiếng gọi: Đại ơi, Đại ơi, còn có ở đây không? Về với bố mẹ đi con ơi, con, Đại ơi. Không có tiếng ai trả lời ngoài tiếng gió thổi bụi tre quế vườn, tạo ra mấy cái tiếng cành cạch lạnh cả sống lưng. Một cụ khá lớn tuổi mới đi ra mà nói: thôi thì mọi người đang tập trung đông đủ, chúng ta chia nhau ra tìm trong khắp pháp khắp cái vườn xem. Mọi người nhớ đi theo top 5 top 6 cho đỡ sợ, với có chuyện gì còn giúp đỡ nhau. Mọi người mới nhanh chóng tản ra, có người cẩn thận hơn kiếm củi khô đốt một đống lửa lớn trong sân. Vài con chó chạy theo chủ cũng súm vào mấy cái ngóc ngách, hít hít rồi sủa lên. Tiếng gọi tên thằng Đại vẫn không ngừng vang, nhưng mà tung tích của nó thì không thấy. Sau tầm 20 phút tìm kiếm, mọi ngóc ngách không sót vào chỗ nào, mọi người mới tập trung ở khoảng sân. Bố mẹ thằng Đại lúc này khóc sụt xịt. Thằng Cú Thạch đứng bên cạnh cô Hân, chợt trong đầu lóe lên một ý nghĩ. Nó kéo tay mẹ mà nói thầm: mẹ ơi, nãy con nằm mơ con bị người phụ nữ dẫn ra ngoài bãi tha ma, rồi thả con xuống một cái hố. Có khi nào thằng Đại nó cũng bị giống như con mơ không hả mẹ? Cô Hân nghe thấy vậy mặt cũng hơi nhăn, chẳng biết cô suy nghĩ như thế nào mới lên tiếng: cháu thấy hay mọi người chạy ra bãi tha ma xem sao. Thằng cu nhà cháu hai hôm nay cũng hay mơ bị một người phụ nữ trêu. Hôm nay nó mơ bị bắt, ném tới một cái huyệt mộ mới đào đấy ạ. Nghe cô Hân nói dứt lời thì người đàn ông tên Lang, cái ông mà mấy ngày trước trông coi bãi tha ma đuổi đám bọn trẻ về, mới hét ầm lên: thôi bỏ mẹ, có khi là thật đấy. Hôm nay nhà chú Mưu nhờ tôi đào trước một cái mộ huyệt cho ông cụ thân sinh. Cụ ấy nghe nói nằm trên viện, nhưng bệnh viện trả về rồi. Người nhà chọn được ngày đẹp nên đào mộ huyệt trước. Bỏ mẹ tôi rồi. Nói rồi ông ấy tất tả chạy đi. Người trong làng chẳng ai bảo ai, họ cũng lũ lượt đuổi theo. Đi đến cổng nhà ông nội thì chú Vạn mới quát thằng con: Thạch, vào nhà ngủ, khuya muộn rồi không ra ngoài nữa. Nhưng mà tâm trí thằng cu làm gì để ý đến cái chuyện ngủ. Bây giờ chúng nó tò mò và có chút lo lắng như thằng Đại. Cô Hân túm tay con định lôi vào nhà, nhưng thằng bé mới nói: mẹ cứ cho con đi đi, nhiều người lớn mà, con lo cho thằng Đại. Nghe thấy thế cô Hân cũng hơi sợ sợ,
vì nếu mà giờ vào trong nhà chỉ có hai mẹ con thì cũng rất là run. Thế là hai mẹ con chạy theo sau người dân trong làng. Con người còn đuốc đốt thêm mấy cây đuốc sáng rực cả một góc làng. Người ở đầu làng nghe tiếng nói chuyện rôm rả nên cũng thức dậy. Nghe nói là tìm thằng Đại thì họ cũng lũ lượt kéo nhau ra bãi thả mà. Khung cảnh ma mị bây giờ thay vào đó là tiếng nói chuyện, xì xào bàn tán về việc không thấy thằng Đại đâu. Họ đi ra đến bãi thả ma thì ông lang chạy nhanh về gần cuối. Chỗ đó có một cái đống đất còn mới nguyên, bên cạnh là một cái huyệt mộ, nước sầm sấp phía dưới. Mọi người chưa kịp chạy đến nơi thì ông lang đã hét: Nó đây rồi, thằng bé đây rồi bà con ơi. Người lao lên nhanh nhất là chú Đạo. Sau khi nhìn thấy con mình nằm trong mộ huyệt nước ngập tới cổ thì chú mới hét: Ôi con tôi sao ra nông nỗi này trời ơi. Cô vợ mới chạy đến định lao xuống phía dưới, may có người cản lại. Ông lang nhảy thẳng xuống dưới mộ huyệt, đưa tay lên mũi thằng Đại xem thở không, sau đó mới hét lên: Nó còn sống, nhanh giúp một tay. Ông ấy bế thấp thằng Đại lên, truyền tay cho người bên trên mà ôm lấy nó. Chú Đạo lao đến ôm, giật lấy con mình vào lòng, miệng không ngừng gọi: Con ơi Đại con ơi tỉnh lại đi, bố mẹ đây mà. Có một bác mới quát: Mau đưa nó ra ngoài trạm xá đi, còn khóc lóc cái gì. Ai có áo dò tay, cởi ra quấn như thằng cu cái. Trời ơi, bây giờ đêm muộn thế này, chạy bộ khi nào mới đến. Chú Vạn ở bên cạnh mới kêu: Mấy bác cõng thằng bé ra đầu đường đi ạ, cháu chạy ù về nhà lấy cái xe ô tô, chở nó ra ngoài trạm. Đoàn người hối hả chạy ngay đi, chú Vạn cũng chạy nhanh về nhà, đánh xe ra ngoài chỗ gốc đà. Chú Đạo để ôm thằng Đại chui tọt vào trong, cô vợ cũng theo sau. Chiếc xe rời đi trong sự cầu mong may mắn sẽ đến với nhà thằng Đại. Bác trưởng làng mới nói: Thôi, mong là thằng bé nó tai qua nạn khỏi. Mọi người bây giờ cũng khuya rồi, tranh thủ về nghỉ ngơi, sáng còn dậy đi làm nữa. Mai có tin gì chúng ta báo cho nhau nhé. Người trong làng kéo nhau ra về. Về đến sân nhà, chợt bà Luyến kêu lên thất thanh: Úi, ông Quyết ơi, sao trên tường có mấy cái dấu bàn tay thế kia. Bà Luyến mới dọi đèn pin lên tường đối diện, dưới ánh đèn hiện ra mấy dấu bàn tay đỏ hòn, giống như dấu máu vậy. Ông Quyết đi đến bên cạnh nhìn, từ trong bàn tay đó thứ chất lỏng màu đỏ vẫn còn ướt chưa có khô, bốc lên mùi hôi thối tanh tưởi vô cùng. Vội nhặt chiếc rẻ lau đi vết bàn tay, để cẩn thận hơn ông còn hòa xà phòng vào nước, dùng bàn chải chải đi trả lại mấy bận. Sau cùng thì dấu bàn tay cũng biến mất. Đi vào trong nhà, thấy vợ với con dâu đang ôm cháu ngồi khum vào một góc giường, ông mới thở dài: Thôi, cứ đi ngủ cái đã, có chuyện gì thì sáng rồi nói, đang đêm thế này cũng không giải quyết được chuyện gì. Ông vừa dứt lời thôi thì hai con chó thả ngoài sân chu lên như dại như điên. Nó gầm gừ như có thứ gì đó đang tiến vào trong sân vậy. Sau cùng cả hai con chó chỉ kêu lên ư mấy tiếng rồi chạy biến ra sau vườn. Vừa chạy vừa ong oẳng lên như là bị người đánh. Cả bốn người đều nghe thấy nhưng không ai dám lên tiếng. Thằng cu Thạch thì sợ quá, ôm chặt lấy cổ cô Hân. Cả hai mẹ con cùng run rẩy. Chưa dừng lại ở đó, phía sau cánh cửa cạnh giường chợt có tiếng cộc cộc, như có ai đó đang gõ cửa. Tiếng gõ vang lên 3 hồi, sau đó thì dừng lại. Được một lúc thì lại vang thêm 3 hồi nữa. Lần này chẳng ai bảo ai, họ ngồi túm vào với nhau. Ông Quyết nắm lấy con dao phay đầu giường, đi đến bàn thờ gia tiên, đốt lên 3 nén hương, bắt đầu khấn mong các cụ phù hộ cho. Một lát sau, tiếng gõ cửa sổ cũng biến mất. Lúc này thì cũng là lúc con gà trống ở trong chuồng cất tiếng gáy. Người xưa thường nói, gà trống dương khí cực mạnh. Tiếng gáy của nó kèm theo dương khí, cho nên khi ma quỷ đang lộng hành, hễ nghe thấy tiếng gà gáy thì liền biến mất. Ông Quyết mới nhìn vợ và cháu thở phào nhẹ nhõm. Thôi, gà gáy rồi, yên tâm ngủ đi. Chuyện này ngày mai bàn lại với bà con, chắc phải mời thầy về dẹp yên cái chuyện này. Quay trở lại với thằng cu Đại một chút, lúc mà nó chia tay với đám bạn để chạy về nhà. Khi gần về đến nhà, mới đi qua một khu vườn của nhà hàng xóm. Khu này cũng thưa nhà vì vườn khá là rộng. Chợt nó thấy có người đang đốt lửa ngay bìa vườn. Khá tò mò nên cu cậu chạy lại nhìn. Tới gần nó mới biết người đó đang đốt vàng mã.
cái khiếu tò mò lại càng nổi thêm. Nó đến gần người kia, nhận ra đấy là một người phụ nữ tóc dài xõa lưng. Cô cậu mới lên tiếng: "Bà Hoát hay ai đấy ạ? Sau này có chuyện gì đâu mà bà đốt vàng mã ngoài đường thế này?" Không nghe tiếng người phụ nữ đáp, tay bà ta vẫn nhặt từng tờ vàng mã ném vào trong đống lửa. Thằng Đại lại gọi thêm mấy câu nữa, không thấy bà ấy đáp nên nó cũng chẳng thèm quan tâm, quay người định rời đi. Chưa đi được bao lâu, chợt phía sau có tiếng gọi khàn khàn: "Đại ơi, Đại, Đại, lại đây tao biểu coi." Thằng cu vô tư nên đáp lại: "Dạ, bà gọi cháu đấy ạ." Đáp xong nó quay lại. Lúc này người phụ nữ đó đã đứng lên, quay mặt nhìn thẳng vào nó. Thằng Đại nhìn thấy một cái liền hết hồn, hét lớn: "Ui, mẹ ơi, có ma, có hay không có ma?" Nó quay người muốn chạy nhưng mà cái chân chẳng nghe theo lời nó nữa rồi, cứ đứng y tại một chỗ. Nó nhận ra người vừa gọi chính là cái bà Hoa Điên. Lúc này tiếng bước chân và tiếng gọi tên càng gần thêm phía sau. "Đại ơi, lại đây với bà. Chẳng phải mày thích trêu bà sao? Lại đây với bà nào." Cô cậu ngã nhào xuống đất, dùng tay bò thụt lùi, miệng vẫn không ngừng hét: "Cứu, cứu, cứu với." Một đám bùn mới chợt bay thẳng vào miệng nó. Người phụ nữ đã đến ngay trước mặt. Khuôn mặt chỉ có một cái đầu lâu trắng hếu, dưới hàm còn chút da thịt thối giữa trèo lủng lẳng. Bà ta mới nói: "Sao mày phá nhà tao? Sao mày đái vào nhà tao?" Sau đó ánh mắt thằng Đại trợn trừng lên vì sợ. Nó ngã lăn ra đất. Người phụ nữ cũng biến mất. Chỉ một lát sau, thằng Đại chợt bật người đứng dậy, đi từng bước thất thểu như một con rối, thẳng vào con đường làng, đi ra ngoài cái bãi thà mà, rồi nhảy xuống dưới huyệt mộ ngập nước. Chương 6: Chuyện lạ liên tiếp. Quay trở về với thực tại, sáng sớm khi mặt trời lên cao thì chú Vạn cũng chạy xe chậm chậm đi vào trong sân. Lúc này đi về cùng chú là chú Đạo. Thấy xe về nên ông Quyết với bà Luyến chạy nhanh ra hỏi chuyện: "Sao rồi, thằng bé nó khỏe lại chưa? Thế có bị nặng lắm không?" Chú Đạo lúc này mặt mũi bơ phờ nhưng mà tâm trạng nhẹ nhõm nên vui vẻ mới nói: "Dạ, cảm ơn hai bác với anh chị ạ. Nếu mà không có gia đình mình thì cái thằng con nhà cháu này nó lại đi gặp ông bà mất rồi. May là khi tối đưa lên trạm xá kịp nên giữ được cái mạng của nó. Y tá giữ lại theo dõi thêm ngày nữa rồi mới cho về bác ạ. Cháu về nấu cháo với đưa nó bộ quần áo thay. Thôi, cháu cảm ơn cả nhà, cháu xin phép về trước ạ." Nói rồi chú mới rời đi. Chú Vạn cũng khá mệt mỏi sau một đêm gật gà gật gù trên xe. Không thấy vợ với thằng cu con đâu nên chú mới hỏi: "Thế cái Hân với thằng cu Thạch đâu ở bố mẹ? Hay là ngủ giờ còn chưa dậy?" Bà Luyến nắm tay con kéo vào trong nhà, vừa đi vừa nói: "Khi tối cả nhà không ngủ được, gà gáy chúng nó mới dám ngủ đấy. Thôi, để cho mẹ con nhà nó ngủ đã." Chú Vạn đang định đặt chân lên bậc tam cấp bước vào nhà, chợt nhìn thấy trên tường có mấy dấu bàn tay đỏ chót, mới chợt kêu lên: "Ủa, sao có ai nghịch mà có mấy cái dấu bàn tay đỏ lom trên tường vậy bố mẹ?" Vợ chồng ông Quyết nhìn vào thì giật nảy cả mình. Bà Luyến lắp bắp, tay run rẩy chỉ: Cái này, này sao, sao nó lại còn ở đó hả ông Quyết? Rõ ràng khi tối tôi thấy ông dội nước rồi mà." Ông Quyết cũng điếng cả người khi nhìn thấy mấy cái dấu bàn tay. Nghe vợ hỏi ông cũng lắp bắp: Cái này tôi thật sự không biết." Chú Vạn biết ngay là có chuyện rồi nên mới hỏi: "Thế rốt cuộc là khi tối còn đi, nhà mình xảy ra chuyện gì?" Chưa kịp để cho ông bà trả lời thì từ phía ngoài vườn hai con chó chạy vào. Trên người chúng lông tóc bị bôi một thứ chất màu đỏ trông giống như máu. Chạy vào sân thì hai con chó lăn ra, chu lên gầm gừ, ánh mắt dữ tợn giống như chó dại. Cả ba người giật mình không ai bảo ai rồi lại với nhau. Ông Quyết mới quát lên: "Mực vết, chúng mày chạy đi đâu cả đêm đó hả? Người trong mà mày gầm gừ cái gì?" Hai con chó lúc này không nghe tiếng quát nữa rồi. Cả hai con tiến dần đến ba người, hai chân trước đưa lên giống tư thế vồ mồi. Thấy thế, chú Vạn nhặt ngay cái đòn gánh gác cạnh đó đập vào con chó gần nhất. Chỉ nghe thấy cái bộp, con chó nó gừ lên một cái rồi quay người chạy biến. Con thứ hai lập tức lao lên, chú Vạn cũng đã rút cây đòn gánh lại.
vừa lúc chắn ngay được cái miệng con chó cạp vào. Con chó chạy trước chạy được một đoạn thì lăn quay ra đất, miệng chảy ra máu tươi, giãy đành đạch lên mấy cái rồi chết. Con đang cắn chặt chiếc đòn gánh thì trong miệng nó không ngừng phát ra tiếng gầm gừ nghe rợn cả người. Chú Vạn dùng chân đá mạnh một cái vào bụng nó, con chó văng thêm một đoạn, nó cũng dần giật lên mấy cái, chảy máu miệng ra rồi nằm im. Bà Luyến với ông Quyết thấy chuyện này thì sợ co rúm cả người lại. Bà Luyến còn không ngừng kêu: Ôi ông ơi, có điểm gì rồi? Hai con chó tối nó còn bình thường, tự nhiên bây giờ như chó dại vậy ông. Chuyện này là sao ạ trời? Chú Vạn mới đi đến lật xác con chó gần đó, sau đó kiếm cái bao, bỏ xác cả hai con rồi đem ra cuối vườn mà chôn. Trên đường đi chú nhìn thấy nhiều vết máu màu đỏ rải rác ở trên đường. Sau khi chôn xác hai con chó, chú mới đi trở vào nhà. Bố mẹ đã ngồi trên bàn, chú ngồi xuống tờ dài. Chuyện này là sao hả bố mẹ? Ông Quyết mới nói: Chắc cái chuyện liên quan tới con mụ hoa điên, nó lại về phá làng phá xóm rồi. Đợt trước mời thầy cúng về cũng yên ổn, chẳng biết đợt này sao nó làm quá lên thế không biết. Vừa lúc này cô Hân và thằng cu Thạch cũng ngủ dậy, thấy bố về, cô cậu chạy lại hỏi ngay: Bố ơi, thằng Đại nó khỏe lại chưa ạ? Chú mới xoa đầu con trai: Mọi chuyện tạm ổn rồi, họ giữ nó lại thêm một ngày theo dõi thôi, mai là cho về. Yên tâm, con quậy được banh cái làng này. Ngày hôm đó trôi qua vô cùng tẻ nhạt, người trong làng không ngừng bàn tán chuyện thằng Đại khi tối dưới huyệt mộ. Ai cũng quả quyết nói là nó phá thì mụ hoa, cho nên mụ ấy về trả thù. Đợt trước mụ ấy cũng về một lần, những người ngày xưa mụ còn sống xua đuổi, chửi bới mụ thì đều bị trêu, nhưng mà cũng chỉ là hù dọa chứ không nghi nguy hiểm tính mạng cho ai. Lần này đi xíu chút nữa là hại chết thằng Đại rồi. Tối đến mấy đứa trẻ trong làng tụ tập trước nhà ông Quyết. Hôm nay không có thằng Đại nên mặt mũi đứa nào cũng có vẻ hơi buồn một chút. Cả đám chỉ quanh quẩn ở trước nhà ông Quyết, sau đó thì rủ nhau ra ngoài khu đất mà mỗi khi có hội làng đều tổ chức ở đó để chơi. Ngoài này người trong làng cũng góp mỗi nhà một chút tiền, cho nên sạch sẽ và có kéo được một bóng điện, có điều là không sáng cho lắm. Thằng Dẹo tìm được cái công tắc nằm khuất sau cây cột bằng tre thì mới bật bóng lên. Ánh sáng vàng vọt càng thêm ma mị. Đám trẻ ngồi tụ lại với nhau, chẳng hiểu sao ra đến đây rồi mà chẳng có đứa nào nghĩ ra trò để chơi. Trụm đầu vào với nhau, thằng Dẹo nó mới nói: Cái chuyện thằng Đại tao lo lắm chúng mày ơi. Mấy hôm trước chúng mình chơi trốn tìm ở ngoài bãi tha ma thì nay nó có chuyện. Mà chẳng đứa nào có chuyện, chỉ có mỗi mình nó à? Nghe thằng Dẹo nói, mấy đứa kia gật gật đầu. Chợt một thằng trong đám mới nói: Thế cái hôm đấy cả thằng Thạch đây cũng chui vào trong khu mộ mụ hoa trốn đấy, mà nó có việc cái gì đâu? Đám trẻ nhìn về phía cụ Thạch, có đứa ả lên: À đúng rồi, hôm đó thằng này với thằng Đại nằm chung với nhau trong đám cỏ mà, tại sao có mỗi cái thằng Đại gặp chuyện? Thằng Dẹo nắm vai cụ Thạch: Mày nói tao nghe nào, bữa giờ mày có gặp chuyện gì không đó? Thằng Thạch sau một lúc im lặng thì mới khẽ khẽ nói: Cái hôm chơi trốn tìm về, tao nằm ngủ chỗ cạnh cửa sổ nhà ông nội. Hơn nửa đêm cửa bị mở ra, tao thấy có một bà ngồi ngay cạnh cửa nhìn tao đó. Lúc đấy cũng chưa nghĩ ra cái chuyện gì. Mà tối hôm qua bố tao trở về nhà thằng Đại đi trạm xá ấy. Tao về nhà cùng với ông bà thì thấy trước nhà có mấy cái vết bàn tay đỏ như máu ấy, rồi có người gõ cửa sổ nữa. Lúc đấy ông bà với cả mẹ tao ai cũng sợ. Nghe cụ cậu nói, đám trẻ con đứa nào cũng dùng mình mấy cái liền tiếp, có đứa còn nói cả lòng: Sao tự nhiên tao thấy lạnh thế nhở? Mới có tháng 6 mà sao tự nhiên lạnh thế? Chúng mày có đứa nào lạnh không? Cả đám mới không đứa nào bảo đứa nào. Chúng nó xích lại gần nhau hơn. Có đứa thì lại nói: Hay chúng mình về đi, tao cũng cảm thấy lạnh như có ai thổi vào người ấy. Thằng này vừa mới nói xong thôi thì cái bóng đèn đang sáng chợt tắt ngúm đi, không gian xung quanh tối đen như mực. Chưa hiểu là chuyện gì xảy ra thì bóng đèn lại sáng lên. Lúc này đám trẻ lại càng thêm hoảng sợ, có đứa chạy ù ra đường lao thẳng về nhà. Thấy thế đám còn lại cũng chia nhau chạy ùa đi, quên cả tắt điện. Lúc này từ phía sau lưng bọn nó có tiếng quát của phụ nữ vang lên: Mấy cái đứa danh con kia, chúng mày không tắt điện đi à?
Sau khi chạy được về đến nhà ông Quyết thì đám trẻ mới dừng lại. Chỗ này bóng đèn rất là sáng nên chúng nó đỡ sợ. Đứa nào đứa đó đứng mà thở như chạy việt dã về vậy. Sau lúc nghỉ mệt, có đứa mới nói: "Ê ê ê, lúc nãy bà nào kêu chúng mình tắt đèn đấy, chúng mày nhận ra giọng bà ấy không?" Đứa nào cũng lắc đầu nguầy nguậy, không nhận ra đó là giọng của ai. Chợt cái thằng Tuấn, đứa nhỏ tuổi nhất trong đám trẻ, mới khẽ nói: Em hình như nhận ra giọng của ai mấy anh ạ?" Thằng Dẹo hất hàm hỏi: "Của ai? Mày nói nghe xem nào." Cô cậu mới ấp úng: "Em nói mấy anh đừng có sợ nhá, hình như giọng đấy của mụ Hoa Điên đấy ạ." Cả đám nghe thấy thế thì đứa nào cũng méo mặt. Vừa chạy nghỉ chưa được bao lâu, giờ nghe tin này lại càng thêm sợ. Có đứa co giò bỏ chạy luôn. Đám trẻ thấy vậy cũng mạnh ai về nhà nấy. Cô Thạch lững thững đi vào trong. Lúc này vừa thấy bố thằng Đạo đang ngồi với ông nội nó. Nó chào một tiếng rồi đi vào. Chú Vạn vào lúc đi ra gặp thì nói: "Nay trời bời về sớm đấy ông tướng. Thôi vào trong nhà đi, bố chở chú Đạo lên trạm xá, tí rồi bố về." Nói rồi chú ra xe, chiếc xe rời đi. Và tập 2 ngày hôm nay đến đây là kết thúc mất rồi. Trời ơi, chắc là mình đoán tập 3 thì lại mời thầy các thứ về. Câu chuyện nó kiểu nó rất là thân thuộc, nó giống với làng quê Việt Nam chúng ta ngày xưa và cái thời bé chúng ta đi chơi cùng với đám trẻ trong xóm đúng không? Mình thấy giống cực kỳ luôn đấy. Ngày xưa thì những cái bọn con nít tầm mình thì nó chả hề có internet, cũng chả hề có Facebook, chả hề có YouTube mà xem. Cũng tivi thì toàn thời sự với cả mấy cái linh tinh, thỉnh thoảng có cái phim cuối tuần chủ nhật mới có thì mới có gọi là có phim hay xem thôi. Chứ còn cái trò gì giải trí duy nhất là cứ tối tụ tập với nhau, hay là đi học về tụ tập với nhau phá làng phá xóm mà thôi. Và đọc câu chuyện này thì chúng ta cũng cảm nhận được ngay cái thời tuổi thơ của mình ùa về. Các bạn có thấy thế hay không? Vậy thì cái đoạn kết của câu chuyện này là gì? Xin mời các bạn đón xem tập cuối cùng của bộ truyện Trốn Tìm Ngoài Bãi Tha Ma vào tối ngày mai nhé. Về video này đừng quên like và quan trọng nhất là subscribe Đảo Kinh Dị ngay lập tức để đón xem những câu chuyện mà hấp dẫn và nóng hổi nhất. Xin chân thành cảm ơn anh em đã luôn quan tâm và theo dõi.